Hello, xin chào anh em. Thì cũng một câu hỏi là xe mới mua cần lắp những phụ kiện gì? Đây là một cái vấn đề được rất nhiều anh em quan tâm. Thì hôm nay mình sẽ làm một video để chia sẻ với anh em về những cái phụ kiện nên lắp khi anh em mới sắm ô tô. Đầu tiên là anh em hãy dán cho mình bộ phim cách nhiệt. Thì cái việc dán phim cách nhiệt này là một cái việc làm rất là cần thiết. Bởi vì như anh em cũng biết là ở cái thời tiết của Việt Nam ấy, thì khá là nắng. Khi mà anh em di chuyển với cái tiết trời trong cái tiết trời nóng của mùa hè, mà nếu mà không có bộ phim cách nhiệt, ở trong xe cảm thấy khá là bức bối và điều hòa sẽ phải hoạt động hết công suất. Cái việc dán phim cách nhiệt sẽ giúp anh em cảm thấy trong xe mát mẻ hơn khá là nhiều. Và ngoài ra thì phim cách nhiệt cũng có một số những cái tính năng như là chống tia UV, giúp bảo vệ người ngồi trong xe rất là tốt. Cái món phụ kiện thứ hai mình muốn giới thiệu đến anh em đó là cảm biến áp suất lốp, và đi cùng là một chiếc bơm dự phòng mini. Thì cái việc anh em lắp cái bộ cảm biến áp suất lốp này thì sẽ giúp anh em theo dõi được cái thông số lốp xe, xem là tình trạng lốp đang non hay đang căng, hoặc là có một lốp nào đó nó gặp trục trặc về về khi mà anh em không may đi cán phải đinh hay không, thì anh em sẽ theo dõi được thông số của bốn lốp xe cũng như là nhiệt độ của bốn lốp xe. Thì định kỳ mình sẽ dựa vào cái bộ cảm biến áp suất lốp này để mình bơm định kỳ. Nếu mà anh em phát hiện ra có một cái lốp nào đang bị non thì anh em sẽ sử dụng bơm mini để mình bơm bổ sung, làm sao đạt đúng cái số cân tiêu chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bên cạnh đó thì anh em cũng nên trang bị cho mình một chiếc camera hành trình. Cái này là một cái mà mình thấy rất là hữu dụng, nhất là trong những cái trường hợp khi mà anh em tham gia giao thông không may xảy ra va chạm này, hoặc là khi anh em bị cảnh sát giao thông này gọi vào chẳng hạn. Thì cái chiếc cam hành trình này nó sẽ giống như là một cái bằng chứng để chứng minh là anh em đang đi đúng luật. Ví dụ như là không may anh em bị cảnh sát giao thông gọi vào do nó quá tốc độ hay là sai làn, lấn làn chẳng hạn, thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái hình ảnh ở trên chiếc camera hành trình để làm bằng chứng với cả cảnh sát giao thông. Hoặc là anh em có thể gửi cái video trích xuất từ camera hành trình để làm bằng chứng cho những cái vụ việc mà tai nạn giao thông chẳng hạn, hoặc là anh em muốn làm chứng về một cái vấn đề gì đấy khi mà tham gia giao thông. Thì cái này là cái mà khá là tốt. Ngoài ra thì cái chiếc camera hành trình bây giờ đã có rất nhiều những cái tính năng an toàn, ví dụ như là cảnh báo về xe phía trước di chuyển này. Khi anh em dừng đèn đỏ mà xe phía trước di chuyển là chiếc camera hành trình nó sẽ nhận biết và nó sẽ báo cho anh em là tiếp tục di chuyển. Rồi là cảnh báo khi anh em đi gần xe phía trước quá, nó cũng sẽ phát ra cảnh báo. Hoặc là khi anh em đi lệch làn nó cũng sẽ phát ra cảnh báo. Mình thấy rất là an toàn. Một phụ kiện nữa mà mình khuyên anh em nên lắp đó chính là bọc ghế da. Thì thông thường một số những dòng xe nó sẽ bọc ghế da sẵn cho anh em rồi, anh em sẽ không cần phải làm cái việc này nữa. Tuy nhiên một số những cái dòng xe thì khi mà nguyên bản từ nhà sản xuất là sẽ chỉ được trang bị một bộ ghế nỉ mà thôi. Mà anh em cũng thừa biết là cái bộ ghế nỉ để mà ngồi với cái điều kiện thời tiết ở Việt Nam nó khá là nóng, và vệ sinh ghế nỉ thì nó cũng sẽ khó khăn hơn, nó cũng sẽ nhanh bẩn hơn. Chính vì thế mà khi mà anh em đang sử dụng xe ghế nỉ thì nên bọc sang một bộ ghế da. Cái chi phí bọc thì nó cũng tùy vào từng cái loại da mà anh em sử dụng, có thể dao động từ 5 đến 8 triệu hoặc là hơn 10 triệu, tùy vào những cái loại da anh em sử dụng. Nhưng thông thường anh em sẽ bọc những cái loại khoảng tầm từ 5 đến 7 triệu là hợp lý. Thì cái việc sử dụng ghế da này giúp anh em vệ sinh nó sẽ dễ dàng hơn và ngồi nó cũng sẽ đỡ nóng hơn là ngồi ghế nỉ. Một phụ kiện nữa mình cũng muốn anh em là nên mua và sử dụng đó chính là cái nót cốp. Cái nót cốp này là một cái là rất là quan trọng, bởi vì khi anh em sử dụng cho gia đình hoặc cũng như dịch vụ chẳng hạn thì anh em sẽ thường xuyên sẽ phải chở đồ, nhất là những cái đồ mà nó có nước hoặc là những cái đồ có mùi hôi tanh chẳng hạn. Thì cái việc nót cốp này sẽ giúp anh em vệ sinh cái khoang cốp nó dễ dàng hơn. Thông thường khi mà sau khi chở đồ xong, anh em chỉ cần bỏ cái miếng nót cốp ra, anh em vệ sinh và sau đó lại để lại vào cốp thì nó sẽ rất là dễ. Thay vì cái việc mà anh em để trực tiếp đổ xuống cốp, nó sẽ ám mùi vào khoang nội thất và ảnh hưởng khá là nhiều. Tiếp nữa mình muốn giới thiệu đến anh em đó là một bộ chải sàn. Tức là anh em nên trang bị cho mình một bộ chải sàn, bởi vì nguyên bản của chiếc xe nó chỉ là một bộ nỉ mà thôi. Thì anh em cũng biết là cái bộ nỉ đấy nó sẽ rất là bám bẩn và vệ sinh nó sẽ rất là khó. Thông thường nếu mà người lớn đi di chuyển thì không sao, nhưng với những cái trường hợp mà nhà có trẻ con thì anh em nên trang bị một bộ chải sàn 5D hoặc 6D gì đấy. Thì nó cũng tương tự như ghế da thôi, anh em sẽ vệ sinh cái bộ chải sàn đấy nó khá là dễ, việc lau chùi các thứ nó cũng sẽ dễ, nó không ám lại mùi khi mà anh em không may, ví dụ như trường hợp là chở khách hoặc là chở người thân mà có đổ sữa rồi đổ những cái đồ, hoặc là không may mọi người chớ ra xe chẳng hạn, thì
thì anh em vệ sinh nó dễ dàng hơn là với cái việc mà anh em sử dụng một cái tấm thảm nỉm nguyên bản. Rồi bên cạnh đó cũng một số những cái phụ kiện khác, ví dụ như là tấm chắn nắng. Cái này thì mình thấy cũng rất là quan trọng đấy, bởi vì khi trong cái điều kiện khi mà anh em đi ngược nắng hoặc là người bên cạnh, người ngồi ghế đằng sau đi bị ánh nắng nó hất vào ấy, thì cái việc mà sử dụng cái tấm chắn nắng này nó hiệu quả rất là cao. Bởi vì là phim cách nhiệt, như anh em cũng biết là phim cách nhiệt nó chỉ cách được một phần cái nhiệt thôi, còn cái việc mà ánh nắng nó chiếu trực tiếp vào người nó cũng khá là khó chịu, nhất là khi mà anh em di chuyển ở một quãng đường dài. Thì anh em nên trang bị một cái bộ tấm chắn nắng, nó cũng không quá là đắt đỏ, thông thường nó sẽ rơi vào khoảng tầm 150.000 đến 200.000 một bộ tấm chắn nắng cho toàn bộ các kính xe. Thì anh em cứ để đằng sau xe, khi nào cần thì có thể lấy ra sử dụng luôn. Ngoài ra nếu mà một số những cái dòng xe mà chưa được trang bị cảm biến thì mình khuyên anh em là anh em nên trang bị một bộ cảm biến nữa. Vì ngoài cái việc camera lùi nó chỉ có cái chức năng là anh em nhìn thấy được những cái gọi là giao thông ở phía sau hoặc là nhìn thấy cái địa hình ở phía sau thôi. Còn khi mà anh em lùi một số những cái điểm hoặc là một số những cái vị trí mà anh em sẽ không thể cảm nhận được là cái đuôi xe của mình nó đã sát chạm vào chưa, thì cái việc trang bị cái bộ cảm biến lùi này nó sẽ rất là tốt, là bởi vì khi mà đến gần vật cản thì cái bộ cảm biến này nó sẽ phát hiện và nó sẽ cảnh báo cho anh em biết được là cái khoảng cách từ xe đến cái vật cản đấy là bao nhiêu. Thì từ đó anh em sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà khi mà anh em lùi vào hoặc anh em đi vào những cái ngõ nhỏ chẳng hạn. Hoặc là một số những cái phụ kiện an toàn khác, nếu mà anh em có điều kiện có thể nâng cấp thêm, giống như kiểu là camera 360 hoặc là camera cặp lề. Cái camera cặp lề thì anh em có thể chỉ cần nắp ở phía bên tay phải thôi, là khi anh em đánh xe vào sát bên lề bên phải thì cái camera cặp lề đấy nó sẽ bật lên và anh em sẽ nhìn được cái hông xe của bên phải của mình để xem là nó đã sát với cả cái lề bên phải chưa. Thì đấy là một số những cái phụ kiện mà mình thấy khá là hay. Rồi khi mà sử dụng ô tô thì mình nghĩ là anh em nên trang bị một số những loại phụ kiện đấy. Ngoài ra thì mình cũng khuyên anh em là anh em nên chuẩn bị thêm một số những cái dụng cụ khác, ví dụ như là chổi lau xe này, rồi là nước rửa kính này, rồi bộ cứu hộ ô tô khẩn cấp, trong đó có dụng cụ kích bình này, rồi là dây kéo này. Ngoài ra thì anh em cũng có thể trang bị thêm một số những cái phụ kiện nhỏ, ví dụ như là giá kẹp điện thoại này, rồi là đèn cái nước hoa để khuếch tán nước hoa ở trong xe. Thì đấy cũng là một số những cái loại phụ kiện mình thấy nó khá là hữu dụng cho xe. Tuy nhiên một số những cái phụ kiện mà mình khuyên anh em là không nên trang bị nhé. Thứ nhất là những cái tượng Phật để ở trên táp lô. Bởi vì khi anh em cũng biết là những cái tượng Phật hoặc là những cái hộp nước hoa bằng thủy tinh để ở táp lô, khi mà anh em đang di chuyển, nhất là ở tốc độ cao mà anh em không may phanh gấp hoặc có một xe không may tông từ phía sau tông lên, thì cái bình nước hoa hoặc là cái tượng Phật thì nó sẽ văng vào người đối diện như anh em đang ngồi hoặc là người thân đang ngồi bên cạnh. Nó sẽ một là nó sẽ văng đập vào kính gây vỡ kính lái, hoặc là nó sẽ hất ngược lại về phía anh em gây tổn thương, hoặc là những cái đính kim tuyến ở phần logo của vô lăng ấy. Anh em cũng biết là ở cái phần vô lăng đấy là nó có túi khí ở bên trong. Khi mà không may xảy ra va chạm thì túi khí nó vỡ, nếu mà anh em gắn những cái đính kim tuyến ở trên cái logo đấy, nó sẽ bắn ra những cái thủy tinh, nó sẽ rất là nguy hiểm, có thể là gây mù mắt. Nên mình khuyên anh em là dù đẹp đến mấy anh em cũng đừng nên lắp những loại phụ kiện đấy. Và cái chốt giả dây an toàn nữa, mình thấy đây là một cái phụ kiện rất là vô nghĩa. Chả hiểu sao nó lại phát minh ra một cái phụ kiện nó vô nghĩa đến vậy. Bởi vì ô tô đã sinh ra cái dây an toàn, khi mà đã lên xe là bắt buộc phải cài dây an toàn. Anh em đừng lạm dụng cái việc sử dụng chốt an toàn để nó không kêu cảnh báo ở trên xe nữa. Khi mà xảy ra những cái va chạm gì, nó sẽ lúc đấy cái hậu quả nó sẽ rất là lớn. Thế nên là mình khuyên anh em là một số những cái phụ kiện đấy anh em không nên sử dụng cho xe. Còn cái việc mà sử dụng bao da để bọc vô lăng thì cái đấy nó là sở thích của tùy người. Có người thì lại thích cầm vô lăng trần, có người thì lại thích bọc bao da. Cái đấy là tùy sở thích của mỗi người thôi. Thì đấy là những cái chia sẻ của mình về một số những cái phụ kiện nên lắp và không nên lắp cho ô tô. Thì với ý kiến của anh em đã từng sử dụng xe thì anh em nghĩ sao? Thì cùng để lại ý kiến comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.